Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Câu chuyện Wano đang dần đi đến hồi kết qua những chương mới của manga One Piece. Gần 4 năm qua, câu chuyện ở đất nước này giống như là một con tàu lượn siêu tốc đi cùng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng ta đều vô cùng háo hức mong chờ khoảnh khắc chiến thắng của Liên minh Mũ Rơm. Chúng ta đã bắt đầu thấy những đoạn hồi tưởng về quá khứ Kaido. Khi Kaido ngã xuống, chúng ta thấy được rằng Kaido cảm thấy Joy Boy là người sẽ xuất hiện để đánh bại mình. Vì vậy, điều đó dường như đã xác nhận rằng Luffy chính là Joy Boy mới và đây có thể là thời điểm Kaido sẽ bị đánh bại. Vậy thì sau khi sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới bị đánh bại, thì một trong những thế lực mà Luffy và băng Mũ Rơm phải đối mặt đó chính là Hải quân. Nếu như trước đây, băng Mũ Rơm phải bất lực trước sức mạnh của các đô đốc như Kizaru, Aokiji, Akainu, thì giờ đây, câu chuyện có thể đã khác. Bây giờ, Hải quân đã có 4 đô đốc bao gồm Thủy sư đô đốc Sakazuki, đô đốc Fujitora, đô đốc Ryugoku và đô đốc Kizaru. Một chủ đề rất phổ biến trên mạng đó chính là trận chiến trong mơ giữa các thành viên mạnh nhất băng Mũ Rơm đối mặt với 4 đô đốc. Mình vẫn không tin chắc chắn rằng 100% những câu chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mình thực sự thích những giả thuyết mơ mộng kiểu này. Vì vậy trong video lần này mình sẽ đưa ra những cặp đối thủ tốt nhất giữa bộ ba quái vật mà bây giờ phải là bộ tứ vì mới thêm cả Jinbe đối mặt với các đô đốc. Thứ nhất, kèo đầu tiên Luffy với Sakazuki. Điều này khá là rõ ràng và dễ đoán, cả hai người họ đều là đại diện. Đúng hơn là vào thời điểm họ sẽ chiến đấu, sẽ là những người mạnh nhất đứng đầu cho hai phe, vua hải tặc Luffy và thủy sư đô đốc. Luffy đã có một mối thù cá nhân với Akainu, đó chính là việc Akainu đã giết chết anh trai của Luffy là Ace. Nếu Luffy lúc đó có sức mạnh thì đã không bất lực trước Akainu và tình hình lúc bấy giờ sẽ khác. Nhiệt độ cao vẫn sẽ là một trong những yếu tố có thể làm tổn thương cơ thể cao su của Luffy. Akainu có thể có dung nham nóng chảy bảo vệ cơ thể của mình thì Luffy bây giờ có thể gây sát thương cho đối thủ mà không cần chạm tay vào trực tiếp. Sau khi được huấn luyện kỹ càng bởi ông già Hyogoro, Luffy đã phát triển ở Haki vũ trang của mình lên mức cao cấp để có thể tấn công kẻ thù mà không cần phải tiếp xúc. Nhờ đó, trong chương 1048, đã có thể tự tin với đòn tấn công mới Gomu Gomu no Bajirangan mà không cần phải chạm vào cơ thể bao trùm trong ngọn lửa của Kaido và chiến thắng Tứ Hoàng. Vì vậy, khi nhìn thấy tư thế Bajirangan của Luffy, chúng ta có thể chắc chắn rằng Luffy cũng sẽ sử dụng một kỹ thuật tương tự để đối phó với Akainu. Ngoài việc có thể tấn công Luffy mà không cần phải chạm vào cơ thể magma của Akainu, kỹ thuật nắm đấm không tiếp xúc này về cơ bản cũng là một kỹ thuật sử dụng haki vũ trang cao cấp, nên cơ thể Logia của Akainu cũng sẽ bị thương. Thứ hai, Zoro với Fujitora. Thật khó để tưởng tượng có ai khác trong băng Mũ Rơm phù hợp để chiến đấu với Fujitora ngoài Zoro. Mình nghĩ rằng không phải đơn giản mà tác giả Oda giới thiệu một đô đốc kiếm sĩ và đối thủ hợp lý nhất chính là một kiếm sĩ đang phấn đấu trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Họ thậm chí đã có một cuộc chiến ngắn ngủi ở Red Rosa, nhưng mọi người dường như quên rằng trận chiến chưa nghiêm túc này chưa có kết thúc và Zoro là một kiếm sĩ sẽ không bao giờ chạy khỏi một cuộc chiến. Vì vậy, mình hoàn toàn mong đợi trận tái đấu giữa hai người họ. Hai kiếm sĩ sẽ kết thúc cuộc chiến này trong một trận đấu nghiêm túc. Zoro thậm chí sẽ yêu cầu chiến đấu với Fujitora. Mặc dù Fujitora có năng lực của trái ác quỷ nên có thể gây rắc rối cho Zoro bằng cách triệu hồi một thiên thạch, nhưng là một kiếm sĩ, việc phá hủy một thiên thạch đối với Zoro là chuyện bình thường. Trong movie One Piece Stampede, Zoro đã có màn đối đầu với Fujitora. Với sức mạnh của trái ác quỷ, hệ siêu sức mạnh Paramecia Jushijushi cho phép người dùng tạo ra một luồng trọng lực với lực hấp dẫn vô cùng mạnh xung quanh vị trí đã chọn và có thể điều khiển vạn vật theo ý muốn trong không gian đó. Fujitora đã triệu hồi cả thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Khi nhìn thấy quả thiên thạch đó, ban đầu Zoro khá sốc nhưng anh quyết tâm chống lại. Bằng khả năng dùng kiếm siêu việt kết hợp với phiên bản mạnh mẽ hơn của chiêu Ichidai Sanzen Daisen Sekai, Zoro thành công chém đôi thiên thạch của Fujitora. Tuy nhiên thì đỉnh cao nhất vẫn là Mihawk khi chém nát toàn bộ hai nửa thiên thạch rơi xuống. Vì vậy bây giờ sau khi kết thúc câu chuyện Wano và Zoro đã chiến thắng được King, mình hy vọng rằng trình độ kiếm thuật của Zoro cũng đã tăng tiến để có thể xử lý êm vụ thiên thạch giống người thầy Mihawk của anh ta và sau đó tiến đến trận chiến hoàn hảo với Fujitora. Sanji với Kizaru. Chắc chắn nhiều người hâm mộ One Piece đều đồng ý với lựa chọn này của mình về trận chiến giữa Sanji và Kizaru. Cả hai đều là những nhân vật thế mạnh là nhanh nhẹn, có tốc độ siêu tốc, chuyên sử dụng chân. Trong tất cả thành viên băng Mũ Rơm, Sanji là quá thích hợp để đối đầu với Kizaru. Sanji nhanh, bây giờ anh ấy có thể di chuyển trên không trung, đó là một trận đấu cho sự cân bằng với Kizaru. Thậm chí sức mạnh của Sanji đã tăng lên rất nhiều trong cuộc tấn công Onigashima. Đối thủ gần đây nhất của Sanji là Queen thì cũng có cách tấn công bằng tia laser và Sanji đã làm khá tốt. Đặc biệt, mã gen của gia đình Vismoke cũng đã được kích hoạt giúp cho sức mạnh cơ thể của Sanji giờ đây giống như siêu nhân. Vì vậy, Sanji bây giờ thực sự sẽ đủ sức chiến đấu với Kizaru. Thứ tư, Jinbe với đô đốc bò xanh Ryokugyu. Tất nhiên hiện tại mình không biết sức mạnh của bò xanh thực sự là gì bởi vì vị đô đốc này thực sự bí ẩn. Nhưng nếu Luffy chiến đấu với Sakazuki, sau đó Sanji đấu với Kizaru và Zoro đấu với Fujitora, thì một thành viên băng Mũ Rơm khác có thể chiến đấu với một chiến binh cấp độ đô đốc là Jinbe. Bản thân Jinbe đã chứng tỏ mình rất mạnh. Đặc biệt,
là nếu Jinbe có thể sử dụng nước biển trong trận chiến. Vì vậy, mình nghĩ rằng nếu đó là một tình huống một chọi một, thì Jinbe cũng sẽ có đủ kinh nghiệm và sức mạnh để đối đầu với bất cứ đối đốc nào. Nếu Jinbe không thể thắng, thì Jinbe cũng không dễ dàng bị hạ gục, đủ sức để cầm chân chờ viện binh. Vậy đó là bốn thành viên của băng mũ rơm thích hợp để chiến đấu với các đô đốc trong One Piece. Bạn có suy nghĩ gì về những trận đấu này thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.